Rồi ok, em chào các bác nhé. Ui dồi ôi, nói đùa như cái không gian này quá đẹp. Đây, đấy một không gian phải nói chơi cây tuyệt vời luôn, không phải nghĩ. Đẹp thật. Chỗ này rộng lắm các bác ạ, nhìn cây sướng lắm, đẹp ơi đẹp. Đấy, đập vào mắt mọi người là một cái chòi để anh ấy uống nước. Ui đẹp thật. Rồi em sẽ làm một video quay cho các bác xem nhá. Ui dồi ôi. Đầu tiên tổng thể cái không gian cái. Chỗ này mấy nghìn mét hả anh? 3.000. Ui dồi, 3.000 mét, rộng thật. 3.000 mét chơi chơi. Quá là sướng thật ý. 3.000 mét trời không phải nghĩ. Hồ này có cá không anh ơi? Làm ít coi thả nhỉ. Ui đẹp lắm. Bên này bác ấy chơi mấy chậu sen hay gì ấy, đúng không? Sen cảnh. Ui nhìn đã thấy phê rồi. Đây toàn bộ cái khu bác ấy quy hoạch làm nhà xưởng, kho hàng. Rồi, bây giờ sẽ quay cây cho bác ngắm chút nhá. Không gian thì đẹp mê hồn rồi. Một không gian chơi cây tuyệt vời, không phải nghĩ. Đôn thì toàn đôn đá. Các bác thấy chất chưa? Đôn voi, đôn đá. Đấy, từ cây nhỏ nhất này. Ui ôi, quá phê. Nhìn sướng không? Toàn đôn đá thôi. Một không gian phải nói là quá tuyệt vời. Cây này đẹp đây. Ok, cây này đẹp nhá. Em sẽ quay cho mọi người coi cái cây này. Một bác chủ khá trẻ. Chắc chỉ tầm tuổi em thôi. Đẹp quá, ôi ôi. 3.000, hơn 3.000 mét vuông. Rộng. Đúng cả cây này đẹp đúng không các bác? Đấy. Mắt em giờ cũng tinh phết rồi đấy. Một chậu súng. Úi giời, nhà như xây như phong cách của Nhật Bản ấy. Tuyệt vời.
đồn thì toàn bằng đá ấy. Nhìn phê thật. Nào các bác có ao ước chưa? Sướng chưa? Khỏi phải nghĩ đúng không? Nay thời tiết thì lại rất là đẹp nhá. Thời tiết se lạnh của mùa thu đầu đông. Một tác phẩm xanh dáng làng. Khiếp thật. Đây là những các cái phá ra để làm lại được phần bệ cốt đẹp. Rộng mênh mông khiếp thế rồi. Quá rộng. Úi dồi ôi. Kìa kìa cái phần trước mặt kia là cái phần xưởng nhà bác ấy đấy. Đây là cái phần hồ non bộ này. Úi dồi ôi, quá là đẹp. Một cây dâm bụt. Vâng, ok, xong em vào bây giờ. Một hồ cá tuyệt vời. Đấy, các bạn nghe tiếng nước róc rách chảy à? Úi dồi. Này phải làm ít cá coi to vào. Nhìn nó mới nổi lên. Nhìn đẹp. Loại này mà để nuôi to lâu phết đấy. Nhanh thôi anh ạ, 4 năm rồi. Thế á? 4 năm là lên tầm 60 phân rồi. À. Quá là mê ly. Úi dồi ôi. Đẹp thế. Thợ nào làm cho anh cái giấy này đây? Xa quá bác ấy không nghe thấy. Một bộ bàn ghế đá ngồi ngắm cá, ngắm vườn, ngắm cây. Ừ, quá đẹp thật. Một gốc cây mít. Thợ nào làm cho anh cái non bộ này đây, tiểu cảnh này đây, tự làm cơ à? Ủa chứng tỏ là rất là nghệ thuật đấy như anh Chí nhở, tưởng tượng là có đầu óc lắm đấy. Tự làm quá giỏi ấy. Đẹp nhờ anh nhờ. Mãn. Không gian rộng đẹp. Quá lý tưởng. Anh chủ kia chắc cũng trẻ đúng không? Tầm mấy chứ. Đấy em bảo chỉ tầm tuổi em. Giỏi nhờ. Quá giỏi. Đẹp thật. Úi dồi ôi. Tài nước từ trên này như là một cái đồi thật đấy.
nước từ trong cái kia chắc hệ thống nước kia chảy ra. Đây. Cá này là cá nhập hay là cá thường rồi anh? Tức là cá này là cá Nhật chuẩn đấy. Có những con thằng Yến ấy. Nếu mà cá Nhật chuẩn đắt lắm. Con thằng Yến. Cá Nhật chuẩn thì đắt. Nhưng mà nước nhà anh hệ thống lọc kiểu gì nó sạch thế nhỉ? Trong veo mà. Đúng không? Trong. Đôn này mình mua mấy cái. Đồn toàn đồn đá. Đẹp anh ạ, lý tưởng luôn đấy. Một ông chủ thế hệ của 8X. Mà đã sở hữu một cái dinh thự như thế này rồi, đúng rồi. Tuyệt vời, không phải là không còn từ nào để nói nữa. Đá này đậu đôn đá cái anh em mua ở trong Đà Nẵng này. Rẻ thôi, anh ấy bảo rẻ thôi nhưng mà công vận chuyển. Rộng không? Các bác nhìn này. Ui dồi ôi. Quá rộng. Kia lại còn cả vượt một vườn chim nữa kìa. Chim gà. Kia kìa. Anh ta zoom lại cho các bác coi này. Đấy. Chim với gà trong đấy. Ôi dồi ôi, quá là đẹp. Tuyệt vời. Nhà xây phong cách của Nhật Bản hay Hàn Quốc gì đẹp thế. Đấy, rộng rãi không? Ôi dồi ôi. Thích thật. Đây hệ thống nước của anh ấy ở trong này. Đây tác phẩm Duối này. Chắc anh vừa mới lấy về cây này. Một ông chủ rất có kinh tế. Trẻ tuổi. Mới ngoài 30 thôi mà. Tuyệt thật. Đấy, toàn bộ cái khu của anh ấy. Nếu em không nói địa chỉ thì các bác tìm cũng hơi khó đúng không? Không biết ở chỗ nào. Nên là nhiều bác cứ bảo là dâm bụt này. Đây là khu uống nước này. Úi dồi. Bàn chòi. Ôi trong này anh những trang trí này rất là đẹp. Úi dồi ôi. Quê hương thu nhẫn. Úi dồi ôi. Quá là đẹp. An trí gia đình tâm thiện. Quá hay. Một bộ bàn ghế đá. Chè thuốc đầy đủ. Đúng là tuyệt vời. Tuyệt vời trên cả tuyệt vời. Những cái đôn đá này nhìn đẹp anh nhỉ? Đúng không? Đôn đá này quá đẹp thật. Rồi xong rồi. Rồi em xin dừng video ở đây nhá. Cảm ơn các bác đã xem video. Các bác nếu thấy hay hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em sẽ quay nhiều video đẹp hơn này nữa cho các bác coi.